Ôi, chiều xin chào anh chị và các bạn nha. Lại thêm một chiếc Fortuner đến từ anh Đạt Channel nữa anh chị à. Chiếc này thì anh Đạt anh đang đang bán với giá là 945 triệu. Xe này là Fortuner số sàn 2019, chạy 59.000 cây đúng chất xe luôn nha anh chị nha. Xe này anh Đạt đang bán là 945 triệu đó, và cái giá đăng là cái giá vẫn còn thương lượng, vẫn còn giảm nha. Anh chị nào có thiện chí đến xem xe thì đàm phán một cái giá với anh Đạt ha. Thì chiếc này đang nằm ở một cái bãi xe của anh Đạt luôn. Đó đây nè. Xe anh Đạt đang có đây nè, một chiếc Ford Ranger, một chiếc hai chiếc Innova 19 ha. Đó, hai chiếc Innova 19 và một chiếc Ford Ranger và một chiếc Fortuner 2019. Ở đây thì địa chỉ đây là 515/15, phường Tân Phong, quận 7 anh chị. Anh chị nào không rành đường thì kết bạn Zalo đi, em gửi cái vị trí cho. Anh chị đến xem xe nha. Xe thì đẹp rồi. Đó. Xe này thì anh Đạt mua bán cũng cam kết cho anh chị luôn nha, là xe không có bị lỗi mà không có bị cứng đụng, không ngập nước gì hết, máy zin nha anh chị nha. Rồi anh chị và các bạn cùng em mình dạo một vòng cái chiếc Fortuner số sàn máy dầu 2019 này nha. Và đây là một chiếc Fortuner số sàn máy dầu 2019, chạy 59.000 cây, giá là 945 triệu. Đó. Giá này thì anh Đạt anh vẫn còn giảm đó nha anh chị, vẫn còn giảm, vẫn còn thương lượng cho anh chị nha. Anh chị nào có thiện chí đến xem xe thì đàm phán về một cái giá với anh Đạt. Đó, xe thì đẹp rồi, cam kết không lỗi luôn, xe không có bị vấn đề gì cả, những cái phần khung xương này nó là còn ok hết nha anh chị nha. Đây đó, không có một cái vấn đề gì hết, máy móc là còn zin luôn. Đó, xe đẹp không lỗi, giá là 945 triệu, chạy 59.000 cây ha. Thôi bây giờ mình đi vào một vòng cái phần ngoại thất nha anh chị nha. Đây bây giờ là đi vào một phần ngoại thất và nội thất nha. Đây đèn nè, đèn này thì thuộc dạng đèn led luôn nha anh chị nha, gắn bi led này nè. Đó, cái bóng bi nè, bóng này bóng mới nè, nó có cái ánh bảy màu luôn chị thấy không. Đó, gắn đèn chiếu xa chiếu gần luôn, đèn cản thì là đèn halogen thôi, về phần cản thì còn đẹp. Đó, cản nè, nước sơn nè, cái hông bên bên trái nè. Đó, vỏ xe 59.000 cây, còn rất là dày luôn nha anh chị nha, rất là dày. Vỏ xe đát vỏ là 19 nè, đát vỏ 19 theo xe luôn. Đó, xe này được sản xuất 2019 nha. Gầm nè. Đó. Anh chị nào quan tâm thì đến xem xe ha. Còn không bằng đường thì kết bạn Zalo, em gửi vị trí cho nha. Đây, năm sản xuất là 2019 ha. Chiếc xe này chạy được 59.000 cây. Giá anh Đạt muốn đăng bán là 945. Vẫn còn thương lượng nha. Đó. Đây, cần số nè. Còn rất là đẹp luôn anh chị ha, cần số nè, cái vân nó không có bị mòn luôn. Đó, 19 này đã có ga tự động rồi nè anh chị. Nhưng mà em thấy cái phần mà cái dòng mà số sàn nè mà có ga tự động thì em thấy rất là khó sử dụng anh chị. Không biết anh chị sử dụng thì như thế nào ha. Em thì em thấy nó cực kỳ khó sử dụng luôn. Đã số sàn rồi, ba cái chân nè, mà có thêm cái ga tự động nữa, cực kỳ khó sử dụng. Nói chung là theo cái suy nghĩ cá nhân của em thôi. Đó thì em thấy nó khó sử dụng thôi. Còn anh chị nào trải nghiệm rồi thì em không biết ha. Đây. Đó, đây. Tắp bi cửa trước bên trái nè, còn đẹp nha anh chị nha. Ghế da. Xe thì bọc trần 3D nè. Bọc trần 3D, ghế da và lót sàn. Tắp bi cửa sau bên trái nè. Vỏ xe phía sau bên trái nè. Bánh xe cua nè và cái gầm nè. Đây. Bánh xe cô chưa lăn luôn chị, 59.000 cây mà chưa gớt bánh xe luôn, gớt bánh xe dự phòng luôn. Gầm nè. Và đây là phía sau bên phải nè. Đó. Đó thì anh Đạt anh ngoài Fortuner số sàn máy dầu 2019 thì anh đang có một chiếc Ford Ranger và hai chiếc Innova 2019 và một chiếc Altis màu trắng 1.8G luôn, cũng 2019 luôn ha. Đó. Tắp bi cửa sau bên phải nè, hàng ghế thứ hai nè, cửa trước bên phải nè, ghế trước bên phải nè, bọc ghế bọc chừng lót sàn, màn DVD đầy đủ hết luôn, cần số còn rất là đẹp luôn, 59.000 cây, có cân bằng điện tử ha, có ga tự động nè, có hai chế độ lái đầy đủ hết luôn, vô lăng 59.000 cây còn đẹp luôn nè anh chị. Đó, chìa khóa còn hai cái cho anh chị luôn nè. Chìa khóa còn hai cái luôn. Đó.
Rồi, chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Nếu anh chị và các bạn quan tâm cái chiếc Fortuner số sàn mở rộng 29 giá là 945 triệu này thì liên hệ trực tiếp cho chiều hoặc là đến xem xe nha. Họ chiếc này anh đang đang bán với giá là 945 nha anh chị nha. Đây, mọi thứ còn đẹp. Rồi, chiều xin chào anh chị nha. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo.